Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay thì là ngày 25 tháng 1 năm 2021 và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và cũng sắp đến Tết âm lịch rồi thì là mong các bạn là kiếm thật nhiều tiền và ủng hộ thật nhiều sản phẩm điện thoại cũ bên mình. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là con Redmi C3i các bạn nhé. Redmi C3i thì ngoại hình con Redmi C3i này thì cái nó là máy thì còn màu xanh dương này, máy đẹp thì 90/90%. Thì là con này thì cái trang bị nó cực kỳ là trâu bò nhé. Pin con này là pin 5000, màn hình con này là màn hình của nó là 6,5 inch. Đấy, ví dụ nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ người thân mà có nghĩa là mắt kém, các bạn mua sản phẩm Redmi 3 này các bạn, C3i này. Đây các bạn về tặng ông bà bố mẹ người thân cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn nhé. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB đấy ạ. Màn hình là 6,5 inch, chữ cực kỳ là to nhá. Đấy, nói chung là các bạn mua về cho ông bà bố mẹ người thân mắt kém dùng con này thì quá tuyệt vời luôn. Pin thì pin 5000, nói chung là pin 5000 các bạn dùng cực kỳ là trâu bò các bạn nhé. Con Redmi 5i này thì là Redmi C3i này thì là bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.800.000 nhé. Đấy, 1.800.000. Máy to, pin trâu đấy. Chỉ với giá là 1.800.000 thôi. Các bạn đã sử dụng là pin 5000 rồi nhá. Bạn nào thích sản phẩm Redmi C3 này y thì các bạn nhà hàng lịch sớm nhất một là 0966221789. Các bạn liên hệ trực tiếp qua mình qua số này mình dùng Zalo luôn các bạn nhá. Và thứ hai là 0833221789 đây ạ. Các bạn gọi số 1 không được thì liên hệ số 2 giúp mình. Và giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi đồng hồ 1 tuần và bảo hành 6 tháng nên bạn yên tâm sử dụng. Bên mình thì có nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nên các bạn yên tâm. Còn các bạn nào tin tưởng rồi thì các bạn chuyển khoản trước cho mình thì mình sẽ free ship các bạn. Và các bạn nào mà chưa tin tưởng thì các bạn chọn hình thức là Shipco COD, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Thì đấy thì các bạn chỉ cần cọc trước cho mình thôi, 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, rất là ok các bạn nhá. Đấy, Redmi C3i 1.800.000 các bạn mua con này cũng được. Pin 5000 các bạn dùng thì quá là trâu bò luôn nhá. Cực kỳ trâu bò các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Samsung A7 2018. A7 2018 thì hôm nay nhà mình vừa về được con màu đen này các bạn nhá. Ngoại hình thì con này còn độ 90%. Đấy. Đây, A8 2018 thì ngoại hình con này còn 90% các bạn nhá. Thì là gì nhỉ, màn hình con này thì nó là màn hình của nó là ám nhẹ, hơi ám nhẹ một chút thôi các bạn nhé. Đây, màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút thôi. Đây. Đây. Màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút thôi. Thì là con A8 2018 con này là bản phiên bản của nó là RAM, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB, bản Hàn, một SIM một sóng. Đây. Con này là A8 2018 bản Hàn, một SIM một sóng. Màn hình con này, màn hình của nó là màn hình AMOLED. Thì là màn hình của nó là Full HD cộng các bạn nhá, nên cho hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. RAM 4, bộ nhớ 32GB, bản Hàn, một SIM, màn hơi ám nhẹ một chút. Con này thì bên mình đang bán với bạn giá là 2 triệu đồng nhá. Mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này thì các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này, con Samsung A8 Plus 2018 các bạn nhá. A8 Plus 2018 thì phiên bản con này là phiên bản là RAM, con này là RAM gì nhỉ? Con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Ngoại hình thì con này máy còn viền, mấy màn hình thì còn 90/90%. Mặt sau khách thì người ta không, trước khách người ta không hay dùng ốp ấy, mặt sau thì hơi lưng hơi sức phẩy theo thời gian nhé. Lưng thì có hơi sức phẩy theo thời gian. Đấy. Con A8 Plus này thì là con này là phiên bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Mặt lưng thì có hơi xước phẩy theo thời gian. Bạn nào mua thì mình sẽ tặng kèm các bạn một cái ốp mà con chó này cho bạn nhé. Đây, ốp con chó đấy ạ. Đây, A8 Plus 2018, RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 6 inch tràn viền AMOLED Full HD cộng. Đấy, màn hình con này thì đẹp keng nhé, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Đây, con này thì màn hình đẹp keng, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Hôm nay thì mình mua mình quên mất, khách cho mật khẩu mình quên mất. Mình vừa xong mình lại lặng y mất, mai mình lại phá mất mật khẩu vào. Đấy. Đấy. A8 Plus các bạn mua con A8 Plus để dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Thì con này nó ra 2018 mà nó cực kỳ là trâu bò, các bạn dùng cực kỳ là thích luôn. Đây, cổng sạc là cổng sạc Type C.
Đấy, con A8 Plus này thì bên mình đang bán với giá là 2.700.000 nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.700.000. Mặt lưng thì nó hơi phải theo thời gian thôi. Viền với màn hình thì đẹp nhá, không xước xác gì nhá. Đấy, viền thì đây rất là đẹp đây. Mặt lưng thì hơi phải thời gian thôi nhá. Mình sẽ tặng bạn kèm bạn ốp con chó này các bạn nhá. Đấy, A8 Plus này, con này là A8 Plus nhá, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, 2.700.000 cho anh em nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là con Samsung, mình sẽ xem Samsung ạ. Con này là Samsung gì nhỉ? A21S. Đấy, con Samsung con này là Samsung A21S. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Thì là màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Camera thì là camera âm màn hình luôn, cực kỳ là tuyệt vời. Đây, camera sau thì là 4 camera nhé. 1 2 3 4 này, đèn flash này. Ngoại hình thì con Samsung A21S này thì máy đẹp 90 trên 90%. Mặt trước khách vẫn còn nguyên mình dán ni lông, các bạn bóc ra thì mới keng luôn. Mặt sau thì khách cũng đã dán ni lông chống xước này, bóc ra thì nói chung là không khác gì máy mới. Con này chỉ thiếu mỗi hộp thôi là các bạn thành máy mới luôn các bạn nhé. Con này thì còn bảo hành cũng cực kỳ là rất dài luôn, thì mình sẽ check bảo hành luôn cho các bạn này. Đây các bạn vào Galaxy đây. Đấy. Thời hạn bảo hành con này còn 30 tháng 7 năm 2021 nhé. Đấy, nên là các bạn bảo hành chính hãng, đây là bảo hành chính hãng nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm về thao đập phá các bạn nhé. Đấy, con Samsung A21S này thì là trang bị là viên pin 5000, màn hình của nó là 6,5 inch. Đấy. Cực kỳ là pin cực kỳ to và trâu bò. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 3.1 triệu nhé. Đấy, máy đẹp lên keo xà beng luôn. Bên mình sẽ xả các bạn với giá là 3.1 triệu nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A21S này các bạn nhận hàng lần sớm nhất nhé. Pin cực kỳ trâu bò luôn. Đấy. Máy giá rẻ thêm nhanh cho mình về con này. Con này là con Oppo gì nhỉ? Con này là con Oppo A7S nhá. Đây, tiếp theo là con về là con này. Đây, con này là con Oppo A7S. Thì là phiên bản con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình con này là màn hình tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin 4000, hơn 4000. Đấy, thì ngoại hình con này máy còn độ 90%. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.550.000 các bạn nhá. Con Oppo A7S này, 1.550.000 cho bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A7S này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây, lót 8 đây. Lót 8 thì hôm nay nhà mình về được một chiếc màu đen này nhá. Đây, lót 8 hôm nay nhà mình về được một chiếc màu đen này. Đấy. Lót 8 hôm nay nhà mình về được một chiếc màu đen này, con này là bản Hàn. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con lót 8 màu đen này là RAM, con này là RAM 6GB này. Đấy, RAM 6GB lót 8 các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn. RAM là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Màn hình con này là màn hình của nó tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, các bạn xem phim 4K, 8K và 2K cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, lót 8 này, màu đen. Thì là ngoại hình con này thì máy còn 90 trên 90% các bạn nhé. Đấy. Màn hình con này thì màn hình đẹp keng, không ảm mồ hay không lưu ảnh hay không đốm hay không lưu trữ gì các bạn nhé. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 4.500.000 nhá. Đấy, lót 8 màu đen, máy đẹp lên keng xà beng luôn, 90 trên 90%. Đấy. Màn hình con này đẹp keng nhá, không ảm mồ hay không lưu ảnh gì các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 8 đấy các bạn nhá, hàng lưu sớm nhất nhá. 4.500.000 cho các bạn nhá. Đây ạ. Hôm nay thì mình về tiếp tục được con này là Samsung gì nhỉ? S9 Plus này. Đấy. S9 Plus thì hôm nay thì mình vừa mới về con này đây. S9 cộng nhá. Con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6,2 inch. Đấy, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Con này cũng là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Màn hình con này cũng đẹp keng nhá, không ảm mồ hay không lưu ảnh hay không đốm gì. Ngoại hình thì con S9 cộng này thì là ngoại hình của 90 trên 90%. Đấy, cấu hình con này mình sẽ xem cấu hình cho các bạn nhá. Đấy, RAM là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhé các bạn nhé. Con S9 cộng này, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 4.800.000 nhé. Đây, con S9 cộng này. Các bạn mua S9 cộng này dùng cực kỳ là sướng nhé. Đây. Đây, màn hình đẹp kẹt luôn. Không ảm mồ hay không đi bảnh gì. Thì mình sẽ vào nghe nhạc cho bạn con S9 Plus này. Các bạn nghe nhạc thì nói chung là phê luôn.
Các bạn nghe loa S9 Plus sướng lắm. Đấy. Đấy, nói chung là cái màn hình của này quá đẹp luôn, các bạn nghe nhạc quả là chê luôn. Đây, các bạn xem màn hình nghiêng không có độ bóng mờ gì. Đó. Màn hình của nó 2K, các bạn xem phim cực kỳ là phê các bạn nhé. Đấy. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 cộng này là 4.800.000 này, các bạn nghe hàm lên sớm nhất nhá. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng nhá. 4.800 cho anh em nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là Samsung Lot 9 nhá. Đây. Lot 9 màu titan này, màu bạc titan này. Hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Ngoại hình con Lot 9 màu bạc titan này thì là ngoại hình còn 90 trên 90%. Máy cũng đẹp leng keng xà beng. Thì mình sẽ xem cấu hình cho con này các bạn nhá. À, đây, bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Màn hình con này là tràn viền 6,4 inch, pin con này là pin 4000. Đấy, màn hình con này cũng là, màn hình của nó cũng là 2K, màn hình đẹp keng. Không ám ồ hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Con Lot 9 này thì là phiên bản của nó là mình sẽ xem phiên bản là RAM bao nhiêu. Con này sẽ là RAM 6 hay sao ấy. Đấy. RAM con này là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong này mình sẽ xem bao nhiêu GB các bạn nhé. Đấy. Bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Đấy. Lot 9 ở tính năng Lot 9 thì cực kỳ là hay. Ở cái ví dụ mà các bạn có cái hỗ trợ cái bút FN này. Đây các bạn chỉ bấm bút thôi sẽ vào chụp ảnh này. Đấy, các bạn bấm bút sẽ là vào chụp ảnh. Đây các bạn quay đầu bút xuống. Đây. Các bạn bấm cái bút này. Đấy sẽ là chụp ảnh nhá. Lot 9 cực kỳ là hay ở cái chỗ đấy. Hoặc cái tính năng nữa thì các bạn có thể là viết này. Các bạn tạo ghi chú này. Đấy các bạn viết vẽ này, rất là ok. Các bạn kích vào lưu thôi. Đấy, Lot 9 đấy. Dành cho bạn mà hiếu học đấy, rất là hay ở cái Lot 9 đấy. Nói chung là Lot 9 các bạn mua sản phẩm Lot 9 này, nói chung là sử dụng còn sướng những sản phẩm đời mới bây giờ các bạn nhé. Thứ nhất là nhanh và thứ hai nó quá mượt luôn. Đấy. Đây. Nói chung là không có độ trễ gì luôn ấy. Các bạn dùng Lot 9 này cực kỳ là sướng nhé. Đấy, sản phẩm Samsung Lot 9 này thì là màn hình đẹp keng, không ám ố này, thì là ngoại hình còn 90 trên 90% này. Thì con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 6 triệu đồng nhé. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 6 triệu đồng. Nhà mình hôm nay về một cây duy nhất nhé các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 đấy các bạn nhé, hàng này sớm nhất nhé. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo thì là mỗi tối mình sẽ ra clip. Thì là các bạn sẽ người xem và lựa chọn đầu tiên. Và đây là địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn có thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán. Và ở xa mình có ship cô nên các bạn yên tâm nhé. Và bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy tiềm vui và hạnh phúc các bạn nhé.